Rồi, bắt đầu quay đó. Rồi bây giờ mình đọc đề nè, cái đề này chắc là cũng không không khó bằng đề số 8, đề số 8 nó tương đối khó đó, khó hiểu á. Rồi, tên sản phẩm dựa vào ký tự thứ ba và thứ tư của mã sản phẩm là lấy tên sản phẩm. Nghĩa là mình lấy cái tên sản phẩm này thì cái này nó giống như là cái mấy cái bài trước. Nghĩa là mình dựa vào ký tự thứ ba, nghĩa là ví dụ như là chữ CT nè, cái này người ta đánh không dấu. Thì mình nhìn dựa vào đây mình lấy là mình hiện như cái chữ công tắc nè, nghĩa là ở đây thì mình sẽ dùng hàm VLOOKUP nè, VLOOKUP mình sẽ lấy ký tự thứ ba thứ tư. Lưu ý nếu mà mình không lít vô được chỗ này á thì mình gõ B4 từ vị trí thứ ba lấy hai ký tự, nghĩa là từ vị trí thứ ba lấy hai ký tự, nghĩa là thứ ba thứ tư á. Rồi mình sẽ chọn vô cái bảng này F4 phẩy 2,0. Đó, cái này chỉ lấy tên thôi. Đó, thì đây là cái cách. Đó, chúng ta thấy ở đây thầy đã chỉ cho những cái hàm mít này nhiều rồi, về lúc cấp rồi. Câu này không có gì ha. Rồi, tiếp theo đại đọc đề tiếp. Đơn giá dựa vào tên sản phẩm. Lấy đơn giá. Nhưng mà nếu ký tự cuối của mã sản phẩm là chữ này nè thì lấy giá nhập, lấy cột này. Còn ngược lại giá xuất, chúng ta thấy cái dạng này nó cũng giống như cái dạng bài kia chúng ta. Ở đây thầy tô màu để chúng ta dễ dễ nhìn. Là cái tiêu đề nhé. Rồi, ở đây chúng ta để ý ở đây đơn giá là chúng ta sẽ viết như vậy nè. Chúng ta dùng hàm VLOOKUP luôn, chúng ta lấy ký, chúng ta dùng hàm mít, chúng ta lấy ký tự thứ ba thứ tư của cái này, vị trí thứ ba lấy hai ký tự, cũng dò lên cái bảng này luôn đó. Nhưng mà lưu ý mình đọc đề nè, mình đọc đề nè, đọc đề chỗ này nè, nếu ký tự cuối của mã sản phẩm là cái chữ này thì lấy đơn giá là nhập, nghĩa là đơn giá nhập, nghĩa là cột ba. Ở đây chúng ta viết if nè, nếu ký tự cuối nè, nếu ký tự cuối của mã sản phẩm, ký tự cuối của mã sản phẩm nè, nghĩa là hàm right, giống giống với bài số 8 vừa rồi luôn đó. 1, nhưng mà bên đây thì lại so sánh với chữ này, thì lấy cột số 3, ngược lại lấy cột số 4, nghĩa là đơn giá nhập, số 4 là đơn giá xuất. Người ta để ý ở đây nè, cột 3 là nhập nè, cột 4 là xuất nè. Đó, phải nhớ ta để ý coi chừng ta quên cái số 0 ở đây nha. Quên số 0 ở đây là nghĩa là nó sai, số 0 này là tìm chính xác của hàm VLOOKUP á. Đấy nha, nguyên cái hàm if này chính là cột kết quả đó. Rồi. Rồi, tiếp theo. Rồi, mình đọc đề tiếp nha. Thành tiền bằng số lượng nhân với đơn giá nhân với tỷ giá. Tỷ giá là mình sẽ lấy tỷ giá trong cái bảng này nè. Chúng ta để ý ở đây là người ta kêu chúng ta dựa vào cái này, chúng ta lấy tỷ giá. Thì chúng ta lưu ý ở đây nè. Chúng ta thấy ở đây, giả sử ngày 20 tháng 2 thì không có ở đây. Trong đề người ta yêu cầu như vậy nè, chúng ta sẽ lấy cái thành tiền số lượng nhân với đơn giá nè, nhân với tỷ giá. Thì tỷ giá người ta kêu mình dựa vào cái ngày nhập xuất này, là mình dò lên cái bảng này nè, mình lấy tỷ giá. Em đọc đề lại nè. Để ý nè, tỷ giá được lấy trong bảng tỷ giá dựa vào ngày nhập xuất, thấy chưa? Đọc cái chỗ này nè, thấy chưa? Thì ở đây là mình sẽ tìm gần đúng luôn. Các em nhớ là cái việc mà tìm gần đúng của hàm VLOOKUP là mình sẽ thấy một số giá trị ở trên đây nè, nó không có ở đây, và cái bảng này phải được sắp xếp tăng dần. Và lưu ý là nếu mà người ta ghi cái này là từ 1 tháng 2, nghĩa là bắt mình tìm từ 1 tháng 2 trở đi á. Thì ở đây cái câu này thì mình sẽ dùng hàm VLOOKUP nè, HLOOKUP, tại vì các em thấy cái mã này nó theo chiều ngang không, tức là ngày dọn lên cái này theo chiều ngang HLOOKUP.
đưa vào ngày đọc sách nè, rồi dò lên cái bảng này nè, F4.2.1. Tại sao là một? Rồi nhắc lại nè, chúng ta thấy thấy một số trường hợp ví dụ như 20 tháng 2 ấy, nó đâu có chính xác bên đây đâu, ha, à, thì một số trường hợp ở bên đây không có ở đây thì chắc chắn mình biết cái câu này là dùng số 1 rồi. Và thầy nói lại cái cách tìm gần đúng nè. Giả sử 20 tháng 2 nè, 20 tháng 2 nó sẽ lấy số nào nó đưa vào đây? Nghĩa là 20 tháng 2 nó sẽ dò lên đây nè. 20 tháng 2 là chắc chúng ta thấy là lớn hơn ngày 1 tháng 2 đúng không? 20 tháng 2 nè, lớn hơn ngày 1 tháng 2, nó sẽ dò tiếp. 20 tháng 2 vẫn lớn hơn 15 tháng 2, nó sẽ dò tiếp. 20 tháng 2 có lớn hơn 28 không? Không lớn hơn thì nó sẽ đi ngược lại, nó lấy số 16.500 này. Hình như theo đề, hình như cái chỗ này thì đánh sai, bạn đánh sai. Được đấy. 16.500, 16.550 ha, vậy đây đánh sai nè. Ta coi chạy từng bước nè, coi chạy từng bước nha. Chúng ta lại ý ở đây nè. Số lượng rồi nhân lên giá rồi. Rồi nhân với tỷ giá nè, ta để ý nè. Đó, ta thấy nó lấy được con số là 16.550 rồi nè. À, lưu ý cái lấy con số này nè, nó dò lên đây. Cái cách tìm mình đúng, nó dò lên đây, nó lớn hơn nó đi tiếp. Nó lớn hơn nó đi tiếp, nhưng mà nó gặp cái nhỏ hơn á, nó gặp cái mà nào mà lớn hơn nó thì nó sẽ lùi lại, nó sẽ lấy cái dưới đây, nên ở chỗ này nó sẽ lấy 16.550 á. À, thì công thức này chúng ta nhớ là rồi ở đây chúng ta muốn hiển thị là cái phần ngàn thì bấm vào đây. Nếu mà gặp cái dấu thăng này nghĩa là cái ô nó nhỏ quá, chúng ta kéo lớn cột ra nhé. À, chúng ta thể muốn bỏ cái phần số lẻ đi thì ta nhớ nha, nếu mà cái ô nó bị như vậy nè, nghĩa là cái cột nó nhỏ quá, ta đưa trở đây ta kéo nó lớn đi một chút. Nghĩa là số 1, tại sao là số 1? Tại vì một số trường hợp ở đây nó không có giống ngay chỗ này. Nếu mà ở đây mà chúng ta sử dụng số 0 á, là bắt buộc phải có hết. Nếu mà dùng số 0 thì đây chúng ta thấy nó bị sai nè. Thì có những trường hợp mà đúng y đúc mới được. Giả sử chúng ta thấy ở đây 15 tháng 2, có đúng 15 tháng 2 thôi à. À, nên ở đây một số trường hợp này lại không có. Nên là gặp cái câu này chắc chắn là tìm gần đúng rồi. Rồi, bây giờ mình lập đề tiếp nè. Rồi, nếu mặt hàng có ngày nhập xuất từ ngày 10 tháng 2 đến 20 tháng 2 thì giảm 5% thành tiền. Nhưng mà những cái nào mà không trong cái ngày này á, thì không được giảm. À, à, thì ở đây à, muốn làm câu này á, thì chúng ta sẽ có một cái hàm để kiểm tra. À, đó. Chúng ta muốn tính giảm giá, chúng ta lưu ý ở trong Excel á, chúng ta có một cái hàm mà chúng ta muốn lấy ra ngày tháng á. Giả sử ở đây chúng ta muốn lấy ra ngày 10 tháng 2 chúng ta ghi là net. À, ở đây chúng ta lưu ý cái đề ở đây là 2007, lên đây chắc chắn là chúng ta đánh đề 2007 nè. Chúng ta thấy ở đây là cứ minh nè. À, tháng 2 nè, 7 nè, 10 nè. Đó. Thì chúng ta đánh như vậy á, à, là nó cũng hiểu. À, khi mà chúng ta đánh như vậy nó cũng hiểu, à đây chính là ngày 10 tháng 2. Tại sao hiểu là ngày 10 tháng 2? Chúng ta thấy ở đây nè, duyên nè, minh nè, đây nè. Khi mà chúng ta đánh như vậy nghĩa là chúng ta nó máy tính nó sẽ hiểu đây chính là ngày 10 tháng 2. À, còn nếu chúng ta đánh như vậy thì máy tính sẽ hiểu là 20 tháng 2. À, thì khi mà chúng ta muốn so sánh theo cái đề này nè, từ ngày 10 tháng 2 nếu mặt hàng nào có ngày nhập xuất từ ngày 10 tháng 2 đến 20 tháng 2 thì chúng ta không có viết theo cái kiểu như vậy được. Chúng ta sẽ viết như vậy là nếu cái ngày nhập xuất chúng ta phải trong cái quãng, thì nhớ là trong quãng là chúng ta phải dùng em. Trong quãng là phải dùng em nha. Trong quãng ngày tháng nào hay trong quãng số lượng nào thì chúng ta phải dùng em. Nếu mà ngày nhập xuất nè lớn hơn bằng ngày 10 tháng 2, chúng ta không thể đánh là ngày 10 tháng 2 2007. Nghe là trong máy tính nó không hiểu đâu. Thật ra chúng ta dùng hàm best value thì nó vẫn hiểu, nhưng mà qua máy khác nó lại không hiểu. Đó, chúng ta không có biết được như vậy. Mà chúng ta muốn so sánh với ngày tháng trong Excel á, thì cái ngày tháng mà muốn so sánh á, phải để trong hàm net. Trong Excel phải để trong hàm net. Ta ghi chú lại cái này luôn nha. Cái ngày tháng mà muốn so sánh trong Excel á, thì phải để theo hàm net nè. Ngày 10 tháng 2
đánh số 10 cuối nè. Ta để ý tại sao đánh số 10 cuối, tại vì cái file này là cái công thức này là nó đây là ngày nè, minh là tháng nè, duy là năm nè. Đó. 7. À, từ ngày 10 tháng 2 nghĩa là cái ngày nhập xuất là D4 nè, lớn bằng 10 tháng 2. Phải viết trên đây luôn. Và D4 nhỏ hơn bằng, nhớ là trong cái khoảng ngày tháng nào đó thì phải dùng làm end. À, nhỏ hơn bằng 20 tháng 2. Đó, đóng ngoặc, cái này đóng ngoặc vào main nhé. À, 7. Đọc đề nè, hình như là giảm 5% thành tiền. À, thì ở đây chúng ta sẽ 5% nhân với thành tiền là thành tiền bên đây nè. À, còn trường hợp khác không giảm bằng không. Đó, đó, câu này là chúng ta sẽ nhớ là so sánh với một cái ngày tháng nào đó phải để cho thành nét nha, nên nhớ như vậy. Chụp qua rồi, ở đây có một câu là sắp xếp bảng tính theo số lượng và thành tiền. Nghĩa là sắp xếp trong Excel, nhớ là chúng ta sẽ chọn tất cả các cột luôn trừ cái cột số tự ha. Thì chúng ta vào data ở đây coi đề nó sắp xếp theo cột gì, số lượng và thành tiền. Nghĩa là mình vào trong đây mình chọn sort nè. Đó, mình bấm vào đây mình chọn số lượng trước. Đó, mình bấm. Rồi sau đó mình lại bấm vô add level này, mình chọn thành tiền. Đó, người ta kêu không, người ta không nói là tăng hay giảm gì hết. À, tăng dần thì chúng ta chọn như vậy đúng rồi đó. À, người ta có nói về là tăng dần thì ở đây chúng ta sẽ chọn là từ nhỏ đến lớn nè, thấy chưa? À, đó. Rồi tiếp theo câu cuối cùng là người ta kêu chích lọc những sản phẩm là công tắc và được giảm tiền. Và là giống như cái bài vừa rồi luôn á, thì chúng ta sẽ copy cái tên sản phẩm. Copy nha, nhớ là phải copy tiêu đề chứ phải không gõ. Rồi, copy cái công tắc. Lưu ý là khi mà copy những cái nào mà có công thức á, thì chúng ta copy như vậy nè. Đó. Thì khi mà chúng ta nhấn chuột phải ở đây, chúng ta dán thì ta dán bằng chữ A 123 này nha, là giá trị á. À, hoặc là chúng ta copy ngay đây cũng được. Rồi, tiếp theo đọc đề nè. Công tắc và được giảm tiền thì chúng ta coi cái chỗ giảm là copy tiêu đề giảm. Copy tiêu đề vô cái giảm luôn. Nếu mà có bao nhiêu điều kiện thì bấy nhiêu cột nha, chúng ta nhớ nha. Được giảm thì chúng ta thấy ở đây được giảm tiền có phải là những cái nào mà có số tiền lớn hơn không không? Được giảm tiền là những cái nào có tiền lớn hơn không? Thì ở đây chúng ta sẽ viết là lớn hơn không. Đó. Đó, nhớ câu là, cuối cùng là như vậy. Rồi ở đây chúng ta sẽ thực hiện thao tác lọc để con chọn ở đây, chúng ta vào data nè. Chúng ta chọn expand. Rồi, đánh dấu ở đây. Đó, chọn nguyên các cột luôn. À, quên, cái đầu tiên thì chúng ta chọn nguyên các cột nè. Cái đầu tiên nhé, còn cái thứ hai này là chúng ta sẽ chọn bảng điều kiện là có hai điều kiện thì chọn hai cột luôn. Nhớ ta nhớ là có bao nhiêu điều kiện thì chọn bấy nhiêu cột. À, và lưu ý một cái như vậy nè, nếu hai cái điều kiện mà nó cùng một hàng ta ghi chú lại luôn. Nếu bạn điều kiện mà lặp á, hai điều kiện mà cùng một hàng thì gọi là điều kiện và. Điều kiện là và lại nghe cái từ là và này, thì nó hai điều kiện nằm trên một hàng. Ta để ý ở đây nè, và là thấy không? Còn nếu mà ghi là hoặc thì nhớ là hai cái điều kiện nằm khách hàng, hoặc nghe cái từ hoặc và khách hàng nha. À, giả sử người ta kêu rồi công tắc hoặc được giảm giá thì cái này nó lấy ra cả tất cả những cột này luôn, còn cái này là và bắt buộc phải là công tắc và được giảm giá. À, đó, ta thấy ở đây có cái nào công tắc và được giảm giá, là đây chúng ta thấy có một dòng nè. Đó, nhớ nha. Điều kiện nằm trên một hàng thì gọi là và, mà khác hàng thì gọi là hoặc. Thì cái từ hoặc hay và này chúng ta để ý đọc theo đề này. À, rồi có một cái nữa trong cái đề này, nhớ là thầy có nói là cái so sánh với ngày tháng thì cái ngày tháng phải để cho hàm đét như vậy. Và lưu ý là cái tháng nằm ở giữa nha, chứ không phải tháng nằm cuối cùng đâu nha.
nè, tháng nè, năm nè. Đó. Đó, chú ý cái này thầy. Rồi bây giờ thầy sẽ gửi cho chúng ta cái đề này luôn, nghĩa là